la 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 la. Mùa hoa đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Kính dâng mẹ hoa hồng tươi thắm, màu hoa chan chứa bao tình yêu, thiết tha nào hơn xin tiến dâng về mẹ. Đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Kính dâng mẹ đây màu hoa trắng, màu hoa xinh quá ơi thật xinh, ngát hương đồng trinh không nhiễm vương tội chuyện. Mùa hoa đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Tháng năm đã về, tháng của những mùa hoa dâng lên Đức Mẹ. Và là một người con rất yêu mến Đức Mẹ, xin cha chia sẻ cho chúng con biết được cảm xúc của cha khi tham dự các buổi tiến hoa dâng lên Đức Mẹ. Cảm nhận trước tiên của tôi đó là vui mỗi khi tháng năm về, và mỗi năm thì niềm vui nó lại hơn lên một chút. Tháng năm năm nay thì tôi cũng rất là vui, đặc biệt là trong những cái buổi chiều mà có các em dâng hoa kính Đức Mẹ thì tôi vui lắm. Niềm vui này nó cũng ảnh hưởng từ các em dâng hoa, là các em thiếu nhi, các em ấy vui tươi dâng hoa kính Đức Mẹ thì cái niềm vui đó nó cũng ảnh hưởng qua cái tâm hồn của mình và làm cho mình nó cũng như là trẻ thơ trước mặt mẹ Maria. Tâm tình thứ hai đó là qua những buổi dâng hoa thì tôi cảm nhận rằng là mình có lòng yêu mến Đức Mẹ hơn, thấy mình nghĩ đến Đức Mẹ hơn, đặc biệt trong tháng 5 năm nay thì tôi nghĩ đến Đức Mẹ nhiều trong tháng 5 này. Trong việc dâng hoa của giáo sư Thánh Tâm của chúng ta, tháng 5 tiến hoa dâng Đức Mẹ có điều gì khác biệt so với những năm về trước? Mỗi năm cũng có những cái giống và cũng có những cái khác. Giáo sư Thanh Tâm của chúng ta thì so với những năm trước thì các đội hoa mới thành lập thì còn phải tập để mà cho nó đều, múa cho nó đều vân vân. Mong chờ vào tối thứ ba tới thì tất cả con hoa cũng như quý chức sẽ có một cái bài chung. Chúng tôi, tất cả giáo sư sẽ dâng một bài Mẹ ơi xứ đạo con đây. Thế thì qua những cái bông hoa mua về cho cộng đoàn rồi gói ghém tâm tình của cả một tháng. Thật lòng thì tôi rất là mong chờ đến ngày 31 này tổng kết lại một tháng năm yêu mến Đức Mẹ, dâng hoa kính Đức Mẹ, và dĩ nhiên là cũng chờ đợi là mẹ sẽ ban muôn ơn lành xuống trên giáo dân. Dâng như khói hương tỏa bay. Kính dâng mẹ hoa màu xanh ngát, đời con chan chứa bao niềm vui, ước mong hiệp thông trong Chúa đã phụng sinh. Mùa đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà. Đối với một người có nhiều tuổi đời, từng trải qua rất là nhiều những mùa dâng hoa, và ngày nay thì bác vẫn tiếp tục đồng hành dâng hoa với từng Đức Mẹ trong việc quản lý việc dâng hoa của giáo họ Lợi Đức. Vậy thì bác có thể chia sẻ cho con cảm nhận của bác về việc dâng hoa ngày nay có gì khác so với thời xưa không? Cái khác ở đây là tất cả chúng ta được tham dự và về cùng với các giáo họ, để ví dụ giáo xứ giao cho các giáo họ để lo việc dâng hoa, thì cái việc dâng hoa thì nó đông, giáo xứ đông thì nó đỡ cái gánh nặng của giáo xứ, là một thì là tất cả các cháu thì cũng nao nức là những cái mùa hoa được về để được dâng hoa. Thank you.
Lần đầu tiên em được tham gia trong đội dâng hoa. Lần đầu tiên em được tham gia trong đội hoa. Đây là lần thứ 3 em tham gia trong đội hoa. 4. Em rất vui và hào hứng khi được vinh dự làm hoàn viên trong đội dâng những bông hoa đẹp đến thương mẹ. Rất vui và vinh dự khi được tham gia trong đội dâng hoa và dâng hoa và dâng những bó hoa đẹp đến Đức Mẹ. Em rất vui khi được dâng hoa kính Đức Mẹ. Vui chị ơi. Trong các buổi tập thì em có gặp phải khó khăn trong việc học tập, nhưng vì yêu mến Đức Mẹ em đã sắp xếp thời gian để đi tập. Em có gặp một khó khăn nhưng mà do bố mẹ em đã sắp xếp thời gian nên là em đã... Có khi em quỳ, em bị ngã, vậy thôi. Thời tiết đó chị. Kỷ niệm trong quá trình tập luyện khiến em ấn tượng nhất là được anh chị giáo lý viên hướng dẫn nhiệt tình và các bạn giúp đỡ. Niềm mà em ấn tượng nhất là được các bạn giúp đỡ và các anh chị giáo lý viên hướng dẫn. Mẹ dấu yêu cùng hòa vang tiếng tha lời kinh sớm chiều. Maria linh hồn tôi ơn lành, luôn như luôn thần tử thấy lòng nhan, luôn như luôn hơi thở trăm tơ vàng, nhưng lòng vẫn thương.